Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình tin tức của Đài Việt Mỹ Television. Và bây giờ kính mời quý vị theo dõi phần tin Hoa Kỳ. Thưa quý vị, Thống đốc tiểu bang Washington công bố tình trạng khẩn cấp vì dịch sởi bùng phát. Theo tin từ đài CBS, vào thứ Sáu 25 tháng Giêng, Thống đốc tiểu bang Washington đã công bố tình trạng khẩn cấp khắp tiểu bang vì dịch sởi bùng phát đã khiến cho hàng chục người nhiễm bệnh tại quận Clark. Thống đốc Jay Inslee cho biết trong một tuyên bố rằng, dịch sởi bùng phát tại quận Clark đã đe dọa đến sức khỏe cộng đồng và có thể lan rộng khắp tiểu bang. Theo tuyên bố của ông Inslee, các cơ quan chính phủ có thể sử dụng tất cả các tài nguyên có sẵn để giúp các khu vực bị ảnh hưởng. Cơ quan y tế công cộng quận Clark đã xác nhận là 30 trường hợp mắc sởi kể từ ngày 1 tháng 1 và xác định thêm là 9 trường hợp nghi ngờ. Cơ quan này cho biết, 26 trong số các trường hợp được xác nhận là những người không được tiêm chủng ngừa bệnh sởi và 21 trường hợp được xác nhận là trẻ em từ 1 đến 10 tuổi. 8 trường hợp liên quan đến những người từ 11 đến 18 tuổi và 1 trường hợp là một người từ 19 đến 29 tuổi. Quận Clark đã công bố một danh sách các địa điểm công cộng nơi trẻ em bị nhiễm bệnh đến thăm, bao gồm một số trường học và nhà thờ, phi trường Portland, Oregon và Costco. Một trường hợp khác cũng được xác nhận tại quận King, thành phố Seattle, khi một người đàn ông ở độ tuổi 50 phải nhập viện, thưa quý vị. Tổng thống Donald Trump nghi ngờ khả năng các nhà lập pháp có thể đạt được một thỏa thuận an ninh biên giới. Thưa quý vị, bản tin sau đây cho biết là vào Chủ nhật ngày 27 tháng Giêng, Tổng thống đã bày tỏ sự nghi ngờ liệu các nhà lập pháp có thể đạt được một thỏa thuận về an ninh biên giới mà Tổng thống có thể chấp nhận được. Trong trường hợp nếu Tổng thống không thể đồng ý giải pháp nào, thì có thể chính phủ Hoa Kỳ sẽ một lần nữa rơi vào tình trạng đóng cửa. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Wall Street Journal, Tổng thống Donald Trump nói rằng, khả năng Quốc hội đạt một thỏa thuận như vậy trong khoảng thời gian 3 tuần là dưới 50%. Và Tổng thống cho biết việc chính phủ tiếp tục đóng cửa là hoàn toàn có thể xảy ra. Tổng thống cũng cho biết, ông có thể tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để xây dựng bức tường biên giới. Bên cạnh đó, cũng trong buổi phỏng vấn với tờ Wall Street Journal, Tổng thống Trump cũng lưỡng lự trong việc cấp quốc tịch Hoa Kỳ cho các Dreamers, tức là những người di dân bất hợp pháp đến Hoa Kỳ khi còn là trẻ em, để đổi lấy ngân sách xây tường, theo như đề nghị của một số dân biểu và dân chủ, thưa quý vị. Và Bộ Tài chính Hoa Kỳ tiếp tục mượn 1.000 tỷ cho năm 2019. Thưa quý vị, bản tin Hoa Kỳ tiếp theo cho biết là Bộ Tài chính Hoa Kỳ đang có dự định mượn 1.000 tỷ Mỹ Kim một lần nữa để chi trả số tiền thiếu hụt trong ngân sách. Đó là theo The Hill, Bloomberg đưa ra báo cáo vào thứ Hai, 28 tháng Giêng. Dự đoán được số tiền Bộ Tài chính sẽ công bố vào thứ Tư và sẽ tiếp tục cho thấy là mức độ bán định phiếu và trái phiếu cao kỷ lục. Số tiền được Bloomberg dự đoán là 1.400 tỷ dựa theo dự đoán của các cố vấn an ninh. Bộ Tài chính công bố vào thứ Hai, chính phủ Hoa Kỳ sẽ mượn 365 tỷ trong tháng Giêng đến tháng 3 và sẽ tiếp tục mượn thêm 83 tỷ trong 3 tháng tiếp theo. Trong tài khoá 2018, Bộ Tài chính Hoa Kỳ mượn 1.000 tỷ, gần như gấp đôi năm ngoái, và đây là lần đầu tiên cơ quan này mượn nhiều như vậy. Hội đồng Ngân sách Quốc hội dự đoán ngân sách sẽ thiếu hụt 1.000 tỷ vào năm 2022. Trong tài khoá 2019, số tiền thiếu hụt được dự đoán sẽ lên đến là 897 tỷ, tăng 15% so với năm ngoái, vì các chương trình như an sinh xã hội và các giảm thuế vào năm 2017. Cũng liên quan đến tin Hoa Kỳ, thưa quý vị, lạnh khủng khiếp từ 25 năm nay ở Trung Tây Mỹ. Nhiệt độ có thể xuống là âm 30 độ F. Thưa quý vị, cái lạnh khủng khiếp với nhiệt độ thấp quá kỷ lục đang tiến dần tới một số nơi ở vùng Trung Tây nước Mỹ vào hôm thứ Ba 29 tháng Giêng, sau khi một trận bão tuyết đổ ập xuống vùng này, trong khi các chuyên gia khí tượng cảnh báo rằng cái lạnh tê cống có thể làm chết người. Các giới chức giáo dục tại tiểu bang Minnesota đã phải ra lệnh đóng cửa trường học cho đến ngày thứ Tư, do nhiệt độ có thể xuống tới mức thấp nhất từ 1/4 thế kỷ này. Hàng trăm trường học ở tiểu bang Michigan cũng phải đóng cửa vào hôm thứ Ba, gồm có các trường ở Detroit, trong khi học khu Chicago thì đóng cửa trường vào hôm thứ Tư
vì báo động thời tiết lạnh. Ông Brian Hartley, một chuyên gia khí tượng tại Weather Prediction Center, nói rằng ngoài trời có thể lạnh đến nỗi người ta có thể bị phỏng lạnh và mất nhiệt nhanh chóng, chỉ trong ít phút hoặc ít giây. Và tại Minnesota, nhiệt độ có thể xuống tới âm 30 độ F, tức là âm 34 độ C thưa quý vị. Nếu tính luôn ảnh hưởng của sức gió, thì có thể coi như âm 60 độ F, là âm 51 độ C thưa quý vị. Và bầu không khí lạnh cộng với sức gió ở vùng Bắc tiểu bang Illinois có thể khiến tạo ảnh hưởng của mức âm là 55 độ F, một điều mà cơ quan khí tượng quốc gia gọi tắt là NWS gọi là đe dọa tới mạng sống, thưa quý vị. Sáng qua bản tin nói về bắt 9 người Trung Cộng, 3 người Mexico nhập cảnh lậu ở bờ biển Orange County. Các giới chức liên bang bắt 12 người, bao gồm 9 người Trung Cộng và 3 người Mexico, bị tình nghi nhập cảnh bất hợp pháp vào hải phận Hoa Kỳ tại Seal Beach, California vào hôm thứ Hai 28 tháng Giêng, thưa quý vị. Theo tin nhật báo The Orange County Register, những người này trốn khỏi một thuyền đánh cá cập vào gần bãi đá ở căn cứ vũ khí hải quân Seal Beach. Nhiều người nhảy khỏi một chiếc thuyền và bắt đầu chạy. Cảnh sát viên Tom Wazorik thuộc sở cảnh sát Huntington Beach nói và cũng đã cho biết sự việc được báo cáo cho Trung tâm Phối hợp Hàng hải Long Beach, tức là MCC, vào lúc 1 giờ 45 phút chiều. Trung tâm này tọa lạc tại hải cảng Long Beach, có nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan công lực liên bang, cũng như tiểu bang và địa phương, canh giữ lãnh hải ngoài khơi California và ngăn chặn những người buôn lậu cũng như tội phạm. Bà Bridget Lewis, giám đốc MCC và phụ trách công tác an ninh hải cảng Long Beach, xác nhận là có 12 người, bao gồm một phụ nữ đã bị bắt và được đưa về trạm tuần tra biên giới ở San Clemente để điều tra. Những người này chưa bị truy tố gì cả, bà cho biết. Chúng tôi không biết ý định của họ là gì, bà Lewis đã nói như trên, và chúng tôi không biết là có thuyền nào khác nữa hay không, hay là họ sẽ gặp những ai nếu có. Và tin liên quan đến San Jose, thưa quý vị, người dân gốc Việt bị kết tội bắn chết cá mập trắng lớn. Tin cho biết là một thuyền trưởng tàu đánh cá thương mại là ông Vinh Phạm ở thành phố San Jose bị truy tố tội bắn chết bất hợp pháp một con cá mập trắng loại lớn. Thông báo của Cơ quan Điều hành Ngư nghiệp và Đời sống Hoang dã tiểu bang California, gọi tắt là CDFW, vào hôm thứ Năm ngày 24 tháng Giêng cho biết, sự việc bắt đầu hồi tháng 6 khi người ta thấy xác một con đại cá mập trắng dài 9 feet, tức là khoảng 2 thước 7 thưa quý vị, đã dạt vào bờ biển Birken Beach thuộc thành phố Aptos, tiểu bang California. Nhà chức trách sau đó mở cuộc điều tra hình sự vì loại đại cá mập trắng này được quốc tế bảo vệ và nếu không có giấy phép đặc biệt thì không được đánh bắt. Trong cuộc giảo nghiệm xác con cá, người ta tìm thấy 3 viên đạn loại 22 caliber trên thân. Theo lời đại úy Todd Nazzini thuộc cơ quan CDFW, và 3 ngày sau đó thì CDFW nhận được một báo cáo của dân chúng nói rằng người trên một chiếc thuyền đánh cá thương mại trong khu vực có thể đã nổ súng giết con cá mập. Họ rình ở địa điểm được báo cáo và nhìn thấy chiếc tàu của ông Vinh Phạm. Chiếc tàu này thả lưới chuyên bắt các loại cá thích đèn như cá smelt và sardine. Tuy nhiên lưới họ dừng lại hốt tất cả các loại cá khác. Trong cuộc thẩm vấn lúc đầu thì ông chối là mình không bắn mà giao khẩu súng cho một nhân viên trên tàu bắn. Ông Vinh Phạm sau cùng thì nhận tội, thưa quý vị. Và bản tin sau đây cho biết rằng cựu giám đốc điều hành của thương hiệu cà phê Starbucks dự định tranh cử tổng thống. Thưa quý vị, vào Chủ nhật ngày 27 tháng Giêng, cựu giám đốc điều hành của thương hiệu cà phê Starbucks là ông Howard School đưa ra tuyên bố cho biết là ông đang cân nhắc việc tranh cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2020 với tư cách là một ứng cử viên độc lập. Trong một buổi phỏng vấn trên chương trình 60 Minutes của đài CBS News, ông Scholes cho biết mình sẽ tranh cử tổng thống với tư cách là một ứng cử viên độc lập theo chủ nghĩa trung dung. Trong chương trình, thì ông nói rằng người dân Hoa Kỳ đã chán ngán với cách hành xử của hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ. Về phía đảng Dân Chủ, họ lo lắng rằng ông Scholes sẽ chiếm lấy những phiếu bầu từ các ứng cử viên của đảng. Ông Scholes, 65 tuổi, được biết đến là người thẳng thắn trong các vấn đề
từ hôn nhân đồng tính cho đến sự bế tắc của chính phủ. Vào tháng 6 năm 2018, ông từng tuyên bố sẽ không tiếp tục giữ chức CEO công ty cà phê Starbucks, mà ông đã xây dựng thành một danh hiệu toàn cầu, khiến người dân Hoa Kỳ suy đoán về việc ông sẽ tranh cử tổng thống. Trong lịch sử các cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ, chưa một ứng cử viên độc lập nào giành chiến thắng, thưa quý vị. Và đó là phần tin Hoa Kỳ, thưa quý vị. Một lần nữa, chúng tôi xin tạm ngưng trong giây lát. Và sau một vài thông tin thương mại, Ngọc Thủy sẽ trở lại ngay với phần tin Việt Nam. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi.